Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì như các bạn đã biết, quần áo chúng ta nếu chẳng may mà dính phải bã kẹo cao su thì các bạn sẽ rất là lo lắng, không biết làm cách nào để tẩy được kẹo cao su ra khỏi quần áo chúng ta. Các bạn đừng lo lắng, hãy làm theo những mẹo nhỏ của mình dưới đây, các bạn sẽ tẩy kẹo cao su ra khỏi quần áo một cách dễ dàng. Nào, chúng ta cùng làm nhé. Cách thứ nhất mà các bạn có thể tham khảo là dùng bơ lạc. Các bạn dùng bơ lạc trà lên cái chỗ kẹo cao su dính trên quần áo, trà một lúc xong cho nó bong ra, xong sau đó chúng ta lấy cái dao cùn, chúng ta nhẹ nhàng chúng ta cậy ra, sau đó chúng ta giặt lại bằng nước và xà phòng, thì như vậy quần áo ta sẽ trở nên sạch bong như lúc ban đầu. Cách thứ hai đó là các bạn lấy quần áo chúng ta cho vào cái túi ni lông, chúng ta bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút, sau đó chúng ta lấy ra và chúng ta bóc cái vết kẹo cao su ra bình thường dễ dàng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là trong ngăn đá tủ lạnh nó làm đông cứng cái kẹo đó và chúng ta rất là dễ dàng ta bóc ra được. Ngoài ra các bạn, nếu như các bạn mà không có tủ lạnh thì các bạn có thể là lấy một viên đá lạnh, chúng ta chườm lên cái vết kẹo cao su đó, sau đó chờ vết kẹo cao su nó đông cứng lại, chúng ta cũng dễ dàng bóc ra được. Theo mình thì mình thấy cách này cũng rất là hay và hiệu quả. Cách tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng đó là dùng bàn là máy sấy. Thì các bạn sẽ lấy một cái miếng bìa cắt tông hoặc là cái miếng vải gì khác. Có nghĩa là các bạn dùng một miếng giấy hoặc miếng bìa, các bạn úp lên cái miếng kẹo, cái miếng vải mà bị dính kẹo su đó, chúng ta quay ngược lại. Ta lấy bàn là hoặc là máy sấy, chúng ta xì lên cái miếng vải chúng ta, sau đó chúng ta sẽ lột cái miếng giấy ra và hoặc là miếng bìa ra, thì cái kẹo cao su theo đó mà nó sẽ ra ngoài. Hoặc là các bạn có thể là ngâm quần áo vào trong nước nóng tầm khoảng 2-3 phút. Các bạn nhớ đừng ngâm lâu quá nhá, ngâm lâu quá nó sẽ làm hỏng quần áo. Thì sau khi mà ngâm như vậy, các bạn có thể lột kẹo cao su ra dễ dàng. Cách tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng đó là các bạn dùng xăng hoặc cồn. Chúng ta lấy một chút cồn và chúng ta xoa vào cái vết kẹo cao su đó mà chúng ta có thể bóc ra dễ dàng, hoặc chúng ta có thể dùng xăng cũng được. Đây là cách hết sức là hiệu quả, nó làm nó không làm phai màu quần áo và rất là dễ thực hiện. Rồi thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo nhỏ để chúng ta gỡ kẹo cao su nếu như chẳng may dính vào quần áo. Các bạn thấy video này hay hữu ích, hãy lưu lại hoặc là chia sẻ cho bạn bè được biết để chúng ta có thể áp dụng. Và các bạn thấy hay hãy nhấn like, đăng ký để nhận được những video về mẹo vặt hữu ích mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.